Cảm ơn. Nè 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 nè, tôi có chuyện bàn với anh. Tôi muốn chuyện với anh đi mà, được không? Nè, khoan đi đã. Welcome home. I miss you so much. Me too. Em đi chơi có vui không vậy? Vui lắm. Thiệt không? Em có quen sống ngoài quốc chưa vậy? Em có chuyện gì vui hả? Nói lại cho anh nghe chứ nha. Dạ được, có nhiều chuyện rất là vui. Em kể không hết đâu. Em thích ngoại quốc như vậy, chắc không thích ở đây hả? Vậy thì không phải. Em còn đi nữa không? Đi chứ. Có thiệt không vậy? Ừ. Lần sau mà em đi nữa. Đi đâu? À, đi mua quẹt. Không cần đâu, ta bỏ thuốc rồi. Con đi mua quẹt. Lần này em muốn về đây là để đi chơi. Nếu như anh có rảnh thì anh hãy dẫn em đi chơi đi nha. May I pressure too much both of you to dinner? Mà anh muốn nói là tối nay mời chúng ta đi ăn cơm. Phải đó, xin mời hai vị đi ăn cơm. Chứ thì lúc em ở ngoài quốc em có thấy nhiều lắm. Ta không muốn ăn nữa, hãy mua đồ về cho ta. Dạ. Anh nè, còn một thứ em rất là thích. Sao quên? Em mua đồ xin quán là được rồi. Vậy nha ha. Cô nhớ tôi không vậy? Khi nhỏ mình chơi chung với nhau đó, tôi là Tiểu Tinh nè. What? Cô nhớ không? Ê, dạ, đi chỗ khác đi. You do remember him, I. Nói gì vậy? Đừng quấy đầy nữa. Lên lầu nói chuyện. Dạ được, lên lầu. Lady first. Sư huynh à, mấy người họ cười anh cái gì? Cười gì nào cũng biết chứ. Như vậy thì phải rồi. Nhưng mà biết bắt quỷ. Anh dám không? Không dám. Được rồi, đừng buồn nữa. Chưa thấy không, đuổi tà ma là nghề của sư phụ tôi. Nhưng mà sư huynh của tôi thì biết bắt ma quỷ. Là nó, tôi được mà. Sư phụ tôi biết, dĩ nhiên là tôi biết rồi. Sư phụ tôi biết cái gì, tôi biết cái đó mà. Vậy phải, chúng tôi tính lại một chút, 500 đồng thôi. Hả, 500, 10 đồng, tôi chịu. Thế nào? Người có hòa tiền như vậy, có trường sanh con không có lỗ đích đó. Cô... Nè, tại sao phải bày nhiều thứ như vậy chứ? Ê, chúng tôi lấy tiền vong mà, dĩ nhiên là phải làm coi cho được chứ. Bây giờ chúng tôi sẽ nói chuyện với ma quỷ. Nếu như hai bên nói chuyện được thì kể như là ông may mắn đó. Hả? Không được thì sao chứ? Nếu không được thì phải làm trở lại. Khó khăn như vậy phải thêm tiền đó nha. Ê, chị Hai à. Ê, không phải là chị Hai, mà là đại sư bắt quỷ. Được, được, được. Chị Hai, chúng ta đã hứa hẹn với nhau rồi. Cô cần phải bao cho tôi hết mà. Bây giờ tự nhiên là lên giá, còn hơn là cướp nữa đó. Sư huynh à, anh có nghe không? Nghe rồi. Nói chuyện với người còn chưa xong thì sao nói chuyện với quỷ chứ? Dẹp đồ nghề đi. Hả? Tôi trả. Tiền bạc á mà, không thành vấn đề. Không thành... Coi tôi nè. Diêm Vương tọa trận. Tiểu quỷ dẫn đường. Rải tiền. Xuất hiện không? Hết. Thượng kiếm. Quyết qua cây đỉnh. Xuất vô đi. Tử ngư phiên thân. Quang lạc tạ liền. Thượng ngà băng nguyệt. Sư huynh ạ, hãy đọc kinh đi. Đọc đi. Đọc sao? Bịa ra đi. Ủa? Nam mô Di Đà Phật, 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 Nam mô. Hãy gõ quỷ môn quan. Ta xuất tầng trung tịch, kéo cửa quỷ môn quan. Ta khấu quỷ môn quan. Tiếp tục đóng kịch đi. Hả? Làm sao? Không có được nhân đâu. Thượng thân. Thượng thân, thượng thân. Tiếp tục đóng kịch đi. Hả? Có người là ai? Cho biết tên tuổi. Lý Tiểu Hồng. Tại sao hồn ngươi chưa tan, tại sao lại trói cho nhân gian? Làm sao mà trả lời cho cô đây? Không cần phải lo ngại, đừng có sợ, có cái gì thì cứ việc nói ra. Thế à, làm sao đây, chẳng lẽ bắt tôi đón hả? Tiểu Hồng, có phải là cô bị quan không? Đúng ha.
tôi thì là bị chết hoang lắm. Người chết không nhắm mắt phải không? Phải. Được, người hãy kể thân thế của người cho tao nghe đi. Tôi kể chuyện này, mấy người cũng không tin đâu. Lúc tôi 12 tuổi thì tôi bị nó hãm hiếp. Đúng là cầm thú. Cha mẹ của tôi kiếm nó để nói chuyện, nhưng không ngờ thì bị nó giết chết. Đồng thời còn nhốt tôi lại. Thật là ác độc. Cho tới khi tôi 15 tuổi thì nó lại thương yêu người con gái khác, rồi kêu người thay phiên để hãm hiếp tôi. Quá đáng, tồi tệ hơn thú vật. Sau đó nó chửi tôi dụ dỗ đàn ông, rồi nhốt tôi ở trong lòng, rồi đem dục xuống nước. Tôi chết thiệt là thê thảm lắm. Nè, anh đặt câu chuyện như vậy hình như là hơi quá đáng đó. Đi rồi. Còn muốn kiếm người để bắt tôi? Không phải tại tôi đâu. Chạy mau. Mấy người có lấy tiền của đó hay không vậy? Không có. Mấy người muốn thu hồn của tôi, tôi sẽ lấy mạng của mấy người. Chân má. Chạy. Đừng có bắt tôi nha, không phải tại tôi đâu. Thiên địa vô tâm, tôi kiếm đâu? Tôi xỉu rồi. Ý, không sao à? Không sao thì may mắn quá. Chém chết người mới được. Ủa, bùa đâu? Con trai đi đâu? Đừng quay lại nha. Làm cái gì vậy? Ui, tôi làm gì vậy? Ê, nè, đừng có làm vậy mà. Nè, kéo mùi tôi làm gì chứ? Nè, ui, ây da, đừng mà, ây da, cứu tôi với. Ngươi đừng chạy nha. Ây da, cứu mạng. Ui, ây da. Tôi lại xỉu nữa. Con làm cái gì? Sư phụ. Thằng tên đâu? Sư huynh đã bị nữ quỷ bắt ở trong quan tài rồi. Mau cứu ảnh đi. Sư phụ à, không có mở được, làm sao đây? Mama cứu sư huynh đi. Đánh à? Ờ. Liên qua đã.
Bị quỷ nhập à? Có bộ rồi, có bộ rồi. Hai đứa tụi bay to ra tập. Còn mấy con đâu, sư muội đó. Không phải đâu, con đã nói với sư huynh rồi, cần phải cho sư phụ biết đó mà. Dọn dẹp đi. Dạ.